Đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người. Thật không thể tin nổi với những gì đang diễn ra. Quế Ngọc Hải sẽ bất đắc dĩ trở thành thủ môn. Trong hiệp 1 thì thủ thành Mega cũng đã có một tình huống câu giờ và phải nhận thẻ vàng. Trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng những gì mà chúng ta đang phải đón nhận thực sự là khó lý giải. Đường chuyền cận chân của Văn Thanh. Quế Ngọc Hải. Đúng là không cần phải vội. Chúng ta đang chơi với 10 người nhưng tinh thần thi đấu rất cao. Và đúng là không ai nghĩ đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với 10 cầu thủ trên sân. Không có lỗi việt vị. Không có lỗi việt vị. Cũng phải thông cảm cho Quế Ngọc Hải. Anh là một cầu thủ và đang là thủ môn bất đắc dĩ. Và tất nhiên một cầu thủ thì có thói quen chơi bóng bằng chân. Thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải. Và chân sút bên phía Indonesia, đó là Letusen. Letusen và thủ môn bất đắc dĩ của chúng ta. Rất đáng tiếc khi đội bạn đã có bàn thắng. Tham gia nhiều vào tình huống tấn công. Việc Nguyên Mạnh bị đuổi quá là tai hại. Trọng tài người Trung Quốc vẫn quyết định cho đội tuyển Indonesia được hưởng quả penalty thứ hai trong trận đấu này. Hai trận đấu, 4 quả penalty. Có vẻ như trọng tài biên xác định không có lỗi của đội tuyển Việt Nam. Không có penalty. Đúng là như vậy. Trợ lý của trọng tài Phu Minh cho rằng không có lỗi của đội tuyển Việt Nam. Và sở hữu sẵn một nền tảng thể lực tốt nên cao thủ Indonesia vẫn còn rất sung mãn. Thử thách đã qua đi. Indonesia đang ở rất gần trận chung kết thứ 5.
bắn vẫn chưa hết. Quá hay, nhưng rủi ro cũng là rất nhiều. Chiếc thẻ đỏ là điều khó tránh khỏi trong tình huống vừa rồi, bởi vì đó là một tình huống ngăn cản đối phương có thể ghi bàn. Phút thứ 85 của trận đấu giữa U23 Ả Rập Xê Út và U23 Việt Nam. Trọng tài chỉ chấp nhận một chiếc áo thủ môn không có số của U23 Việt Nam. Nhưng số áo của Đặng Tuấn Hưng hay của Quang Văn Chuẩn đều không được trọng tài đồng ý. Thử thách đầu tiên là ổn. Lần này là một tình huống chơi bóng bằng chân của thủ môn Nhâm Mạnh Dũng. Bóng vừa trúng vào người của Việt Anh và trúng thêm vào xà ngang khung thành của thủ môn Nhâm Mạnh Dũng. Lần này là một pha cản phá bằng chân. Nếu không thể chơi tốt bằng tay thì Nhâm Mạnh Dũng vẫn xứng đáng nhận được những lời động viên sau tình huống cứu thua vừa rồi. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống cứu thua của thủ môn bất đắc dĩ Nhâm Mạnh Dũng. Cho đến thời điểm này thì thủ môn bất đắc dĩ lại đang là người có được những pha cứu thua và sự bình tĩnh khi đối mặt với tiền đạo của đối phương. Nhưng Mạnh Dũng đã từng nói rằng việc đá ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền đạo thì giúp cho anh rất là nhiều. Khi đá trung vệ thì anh sẽ hiểu cách di chuyển của tiền đạo đối phương.